chó con của Hana và Nano. Đàn chó con hôm nay là 39 ngày. Rồi. Hôm nay thì bắt đầu lộ nét rồi. Rồi. Đàn chó con này thì nó bị có một cái phát sinh là nó có hai con nó bị nấm. Không hiểu sao mà sao cái lần này nuôi thì nó lại bị nấm. Có lẽ do mưa nhiều quá. Hai con bị nấm, một con nấm đuôi với một con nấm ở tí chân đang rụng lông. Đang bôi thuốc rồi, hy vọng là đến khi mà đón cún là lúc đấy là lông nó mọc đẹp lại hết rồi. Còn khỏi thì chắc chắn là bôi mấy ngày nó khỏi thôi. Nhưng để nó mọc lại đủ lông thì đến lúc ấy thì hy vọng là nó mọc lại đủ lông. Cũng có thể nó chưa đủ đâu. Đó, nhìn nét đây. Một con thì đang gặm chỏi. Để vác cái con kia ra đây cho nó ra cùng một chỗ nhá. Đây này. Con này là do tên cái này nó nghịch quá này. Nó là con nghịch nhất một mình nó ra đấy. Đây, đuôi nó rụng lông đấy. Mấy con kia thì Hana ra kia làm mấy con. Để anh quay video này. Mấy con kia thì có hai con bị nấm thôi. Một con thì bị nấm một tí ở đầu đuôi. Đây này. Rụng tí lông ở đầu đuôi này, còn một con thì bị cả chân nữa. Nhắc từng con để mọi người tiện ngắm từng con một. Ôi trời ơi. Một cái này. Đó. Nó đẹp luôn. Đàn này có hai con cái. Rồi, con cái này thì đang bị nấm đuôi này. Bôi thuốc cho mấy hôm thì sẽ khỏi thôi. Nó nấm kiểu này thì đến khi nó rụng lông thì mới biết. Đây. Đấy. Mọi người nhìn đấy là con của Nano và Hana. Con của Nano và Hana. Vậy là đời chó bố mẹ là chó bố mẹ của Gơ Vi luôn, của trại luôn. Đực đây. Đực à. Đó. Đực đây. Đó. Đẹp chưa? Mê luôn. Còn thằng đực nữa thì đang nghịch. Thằng đực này thì có nấm một tí ở đuôi. Đó. Đó. Phê chưa? Phê luôn. Đó. Hai đực này. Phê. Rồi, xuống chơi đi. Hay là ra quay video tiếp. Nắng quá nhỉ. Đây. Bố đây, bố và con này. Nano và con này, hai con này. Bố ra chơi với con đi. Bố với mẹ. Bố chăm con, chăm con đi. Tập chăm con đi. Rồi, dọn dẹp một tí là cho con nó, mỗi con nó nằm một chỗ nó ngủ hết rồi. Ra Nano ra chơi với con đi. Nào Yên, ra chơi với con để anh quay video.
Đấy, bố mẹ đấy. Nano với lại Hana. Thanh niên này đang bị đau một mắt. Hana. Không, đứng yên đấy, đứng yên. Chỗ này bị đọng nước. Ngồi xuống đi xem nào. Đó, vừa nó quay con bố Nano một tí. Có mình thì thành ra này. Và cái trời bên ngoài thì nó rất là nóng, cho nên là không ra vườn này. Đem đây, nô đây. Đó, cho con mỗi con một cái lá nghịch. Cái khuôn mặt của con bố Nano ấy thì nó thừa hưởng cả hai bên, cả hai họ. Cả bên dòng họ nhà Kumasi mà cả bên Bruno. Thôi Hana đi ra kia nằm với con đi để anh quay đoạn video nào. Nào, ra nằm với con đi. Nano. Gavi và Dina nhập Latvia. Cặp này là sẽ cho ghép với nhau ra là đó, sẽ thay Marvin bằng Nano để cho ghép với này Dina, bởi vì Marvin ghép với Dina lần trước là có hậu duệ mà không giữ được. Lần tới là sẽ là cho Nano ghép với lại Dina. Mọi người có ai hóng cái cặp này không? Nano thì là con của Messi và Bruno. Còn Dina thì là con nhập với một nửa dòng máu quốc kinh. Không, ngồi yên đấy, ngồi yên. Ngồi yên đấy để anh quay Nano tí. Nano điệp dài. Nano là mang nét của cả của Bruno và cả của đằng ngoại nữa. Cả mọi người sẽ thấy ở trên nét của Nano, mọi người sẽ nhận ra nó có cái nét giống cả con Bruno và giống cả con Marvin. Nó có cái nét của đằng ngoại. Nano thì mọi thứ đều rất là tốt, nhưng mà Nano nó có một cái giai đoạn là mình để Nano kiểu gọi là thiếu thốn tình thương. Nó bị xì chét. Nó làm nó gây ảnh hưởng đến cái sắc tố ở trong khoang miệng. Mọi người nhìn này, cái khoang miệng của nó là có một phần đen kìa. Là còn sót lại đấy. Nên là có cái một cái phần rất là nhiều ấy là nó chuyển sang màu hồng. Và cái sắc tố khoang miệng này nó không có hồi lại được. Khi mà con chó nó xì chét những cái con chó
những cái con chó mà nó rất là tình cảm ấy, mà mình không có cái thời gian, có giai đoạn mình không có thời gian để mà mình gần gũi chúng nó, chúng nó xì chép cả Nano và cả Nina. Nano thì khung to. Nhìn trông như con gấu. Tính cách tốt. Lần này Dina lên giống là sẽ cho Nano ghép với Dina.